Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của bên em. Ngày hôm nay thì hàng ở đây để trả hàng các bác rất là nhiều, những cây 512 đúng không ạ? Rơi vào tầm chục đôi cơ. Tiếp tục đó là một cái sản phẩm, hai sản phẩm cho hai bác khách hàng. Đây không phải combo nhưng mà em bỏ ra em test đúng không ạ? Những sản phẩm X10 hôm nay lên được 3 con. Đấy. Đây là một sản phẩm, đó là một con 506 Sorsaken cho một bác đó là Vũ Văn Tự ở phường Trường Chinh, đã cọc trước 500.000. Con Tum Trường Chinh cọc trước 500.000. Và một đôi cây 512 cho một bác khách hàng, đó là anh Hiếu ở thôn An Mai, Hưng Hà, xã Thống Nhất, Hưng Hà, Thái Bình. Đây là một đôi rất là đẹp cho anh. Đấy, gần như không sơ sát một chút gì nhá. Bên em thì gần như tuyển chọn hết mới mang ra cửa hàng thôi. Đấy, tuyển chọn hết mới mang ra cửa hàng. Còn những cái hàng vỡ thì bác nào muốn muốn hàng xước, hàng vỡ thì có thể là em sẽ có một cái video thanh lý cho bác. Còn đâu đây là toàn những đôi tuyển chọn để bỏ ra để đóng hàng cho các bác nhá. Đấy, thì combo lần này là vẫn là combo huyền thoại nhưng mà đây là của hai bác khách hàng. Em sẽ tự test cũng như là phối ghép cho các bác luôn. Đấy, một đôi cây 512 cho một bác, đó là bác Hiếu có series. Bên em thì số series phải khác nhau này. 024 các bác nhá. Đấy. 024 cây 512 made in USA, và bên này là bao nhiêu ạ? Và các bác có thể xem. Đấy. 049 đúng không ạ? Đấy. Rất là đẹp luôn. Và đèn của bên em đó là sáng đều, sáng dần theo tiếng nhạc và sáng đều lên. Hàng rất là cao cấp và hàng xịn đúng không ạ? Ok, và bắt đầu tiến hành test thử cho hai bác khách hàng. À quên, nói qua một chút về con 506 này. Con 506 này là 506 Sorsaken. Bên em mới về được hàng lô lần này cực kỳ tốt. Các bác nào nhanh tay nhá. Mới về từ hôm qua thôi, là thông báo trên Zalo rồi đấy. 50 con thì chắc là cũng mấy ngày là hết thôi. Saken, đấy, các bác có thể nhìn này, có thể soi để nhận biết Saken ở đâu. Các bác nhìn qua khe này cho em, hai ốc vít hay không là các bác có thể nhìn qua khe này được nhé. Đấy. Saken là chạy IC 50195 và IC của Hàn. Núm là núm béo. Đấy, núm béo chưa? Hàng rất là tốt và rất là xịn cho các bác rồi nhá. Số lượng về là bao nhiêu là anh em cũng ôm hết. Con này nếu mà thị trường, nếu mà các bác mua ở những cửa hàng đại lý nhỏ lẻ ấy, thì nó phải rơi vào tầm 7 triệu đến 8 triệu nếu mà các bác không biết mua. Còn bên em ấy chỉ có 4 triệu thôi. 4 triệu đồng tại cửa hàng các bác nhá. 4 triệu đồng tại cửa hàng. Bao ship của các bác là 4 triệu mốt. Ok, không để các bác chờ đợi lâu nữa, bắt đầu tiến hành test setup thôi. Ok. Đấy, các bác có thể nhìn này. Kết nối âm ly thì rất là đơn giản thôi. Các bạn kết nối âm ly và loa. Em sẽ test qua một chút Echo IC 50195 IC của Hàn cho bác cùng nghe qua con IC qua con 506 này cho bác cùng cảm nhận qua về cái chất âm nha. Lên các bác có thể nghe này, rất là nhẹ và nghe cái vang nhạc nó rất là tốt các bác nhá. Ok, bắt đầu tiến hành test âm cho tất cả mọi người nhé. Về cái chất âm, nhắc lại một lần nữa là bên em là bên cây 512 có đèn sensory khác nhau và đèn sáng đều theo thời gian và đèn sáng toàn bộ nha. Bác có thể tiếp tục chứng minh rằng rất là nhiều anh em đang bán những cái sản phẩm cây 512 này nên các bác hãy tìm đến những cái cửa hàng uy tín để mua những cái sản phẩm cây 512 này nhá. Ok, và một video test hàng cho các bác khách hàng ở đây, em xin kết thúc cái video này đây và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhá.